Từ tháng 3, thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông tại 5 tỉnh thành phố lớn từ 12 tháng 3 năm 2020. Người dân tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận sẽ có thể nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ quốc gia thông qua VNPT Pay. Liên quan tới việc thử nghiệm đưa dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tích hợp vào cổng dịch vụ quốc gia sẽ được triển khai thí điểm trong tháng 3 năm 2020. Đại diện cục cảnh sát giao thông đường bộ cho biết trong thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng chính phủ văn phòng cổ phần tập đoàn VNPT, Vietcombank thống nhất các phương án, mẫu biên lai, chứng từ điện tử và tiến hành kiểm thử quy trình, tổ chức tập huấn cho các địa phương thí điểm để có thể triển khai ngay khi khai trương. Theo đó, VNPT Pay của tập đoàn VNPT là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên được tích hợp vào hệ thống thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ quốc gia từ 12 tháng 3 tới đây. Thay vì phải tới làm việc trực tiếp tại kho bạc nhà nước, người dân sẽ có thể nộp phạt tại nhà thông qua cổng thanh toán VNPT Pay một cách đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Trước mắt, việc thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua cổng dịch vụ quốc gia sẽ được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận. Hiện nay các đơn vị đang kiểm thử quy trình, cục cảnh sát giao thông đang tổ chức tập huấn cho các địa phương thí điểm để có thể triển khai ngay khi khai trương, dự kiến đến tháng 6 năm 2020 sẽ triển khai trên toàn quốc. Đối với việc hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến để tiếp tục cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ quốc gia, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng cổ phần nhấn mạnh mục đích của cổng dịch vụ quốc gia là để người dân thực hiện các dịch vụ nhanh và thuận lợi nhất vì vậy giao diện thủ tục cần đơn giản dễ hiểu nhất cho người dân sử dụng hiện nay tập đoàn biêu chính viễn thông vnpt là một trong bốn đơn vị được lựa chọn để cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ quốc gia cổng thanh toán vnpt pay với giao diện đơn giản thân thiện dễ sử dụng đã góp phần tích cực trong việc đồng hành cùng chính phủ giúp người dân nhanh chóng tiếp cận và sử dụng phương thức thanh toán mới tính đến thời điểm này VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 53 áp nhân dân tỉnh thành phố triển khai các giải pháp chính quyền điện tử cho 61 phần 63 tỉnh thành phố. Theo đó, VNPT Pay sẽ được tích hợp trong hệ thống thanh toán điện tử của các cơ sở giáo dục, y tế, hành chính công của các tỉnh thành, qua đó giúp đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ hành chính công mức độ 4. VNPT Pay đang từng bước thực hiện triển khai tại Ninh Bình, Quảng Bình, An Giang, Hà Giang, sẵn sàng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các công ty điện, nước, y tế, giáo dục. Phẩy VNPT đã và đang cung cấp thanh toán trực tuyến trên kênh của VNPT Pay cũng như kênh của nhà cung cấp dịch vụ. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại